Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7, tức là ngày độc lập của nước Mỹ. À, hiện tại thì bọn mình đang đi bộ tới chỗ bắn pháo hoa. Ở Amherst, Massachusetts thì hàng năm họ đều có bắn pháo hoa ở cạnh một cái sân vận động, chính là sân vận động của trường mình, trường Đại học Massachusetts ở Amherst. Đó. Thì vì bọn mình biết là hàng năm là họ sẽ có rất nhiều xe cộ đến đây và đông đúc, nên là bọn mình đã đạp xe ra phía đằng sau mình và sau đó thì đi bộ tới đây. Cũng có thể là lần cuối cùng mình xem pháo hoa ở ngày độc lập ở Massachusetts, vì sắp tới mình sẽ tốt nghiệp. Ok, các bạn thấy là rất nhiều xe đang tắc đường đúng không? Hiện tại đang là 8 giờ 40 phút, nhưng mà bầu trời ở đây khá là sáng. Thường thường là ở Massachusetts, những cái bang ở phía bắc thì ban ngày và nhất là mùa hè trời sẽ rất là sáng, khoảng tầm 9 giờ 9 rưỡi trời mới tối hẳn. Mùa hè ở Amherst khá là mát mẻ, vào ban đêm thì hơi se lạnh. Ở phía bên kia chính là hai cái tòa nhà mà các bạn thấy ạ. Đó là hai gọi là gì đó, dorm tức là ký túc xá của sinh viên. Mình đang đi qua bãi đỗ xe. Hiện tại thì bọn mình đang đi gần tới cái chỗ bắn pháo hoa, chính vì vậy mà như các bạn thấy là đông đảo hơn. Đó. Xe cộ này, bãi đậu xe đầy rồi. Có một điều hay là ở bên Mỹ này, mọi người đều thường có mang ghế này và mang đồ đi, giống như kiểu đi picnic vậy. Mình đang bị tụt hậu ở phía sau. Ở trường UMass của mình, mọi thứ ở gần đây mình rất là thích, ở cái điểm là rộng rãi, nhiều cây cối, gần rừng. Cuộc sống rất là yên bình. Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ là khoảng gần 9 giờ nên là trời bắt đầu tối hơn rồi. Mọi người đang ngồi để chờ bắn pháo hoa. Đây là vẫn ở đang ở phía ngoài. Chúng ta sẽ đi gần vào phía bên trong. Đây là phía bên trong các bạn ạ. Đó, rất là đông đúc, nhiều quán ăn. Okay. A little bit wet here. Rồi đi khéo chỗ này nó ướt. Đây đi đây. Khá là đông các bạn ạ. Nhưng mà chỗ này hơi ẩm ướt. Rất nhiều hàng quán. Mọi người đang
xếp hàng mua đồ ăn. Có cả bia này. Đó. Hả? À, đi thử đi qua đây xem. Ta chỗ luôn. Đây là những quán ăn các bạn ạ. Rất là đông các bạn ạ. Còn thấy đông chưa? Mọi người trải chiếu ra nằm ngồi. Được. Hôm nay có vẻ đẹp đấy. Mọi người hướng về hướng này. Nhưng mà mọi người đều hướng vào hướng đấy. Như anh nghĩ là nó bắn vào hướng này. Mờ là mờ. Anh nghĩ là đúng ở cái chỗ mà ngồi ở phía ngoài kia. Tại sao họ không tắt điện? I
Last year was my anniversary party, so you didn't know. Your mom and Nancy threw a fit. You had it on the wrong day. I'm sorry. Đó là cái gì sao? Mình nhìn thấy nó khóe sáng lên xong xong mới nghe được tiếng. Sai. Thì mắt em ở phía trước tay của em. Thank you.